Tiểu vương Herode nghe biết tất cả những gì đã xảy ra thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy. Kẻ khác nói ông Elia xuất hiện đấy. Kẻ khác nữa lại nói đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Herode thì nói ông Gioan chính ta đã chém đầu rồi. Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu. Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay thứ năm trong tuần 25 thường niên, ngày 26 tháng 9 năm 2019. Trong cuộc đời rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, Đức Giêsu cùng với các môn đệ của người rất nổi tiếng qua các hoạt động rao giảng và chữa lành. Tiếng đồn về người ngày càng lan rộng. Điều đó chắc hẳn cũng đến tai của Herode, vị tiểu vương cai quản vùng Galilê trong hơn 40 năm. Herode rất phân vân trước những thông tin nhận được. Ông đã cho chém đầu Gioan Tẩy Giả, kẻ được coi là ngôn sứ. Bây giờ lại nổi lên một người khác tên là Giêsu. Người ta đồn đại nhiều về nhân vật Giêsu này. Có một số người nói ông là Gioan Tẩy Giả bị chém đầu nay sống lại. Có những người khác nói đó là ông Elia tái xuất hiện sau khi được đưa về trời trong cơn gió mạnh. Cũng có những người khác nữa nói Giêsu là một ngôn sứ nào đó thời xưa sống lại. Quả thật, nhìn vào việc làm, lời rao giảng và lối sống của Đức Giêsu, người ta dễ nghĩ rằng người là một ngôn sứ. Mà chính Đức Giêsu cũng nhận mình là ngôn sứ. Nhưng Herode thì tò mò muốn biết người là ai. Ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Ông không tin Đức Giêsu là Gioan Tẩy Giả bị chém đầu nay sống lại. Và ông tìm cách thấy mặt người. Nhưng mãi tới khi xảy ra cuộc thương khó của Đức Giêsu, Herode mới gặp được người. Đáng tiếc là ông chẳng bao giờ biết được Đức Giêsu thực sự là ai. Nhiều người đã đặt câu hỏi, ông Giêsu này là ai? Con người ngày nay vẫn đặt câu hỏi quan trọng đó. Để có câu trả lời đúng, họ cần phải bước vào một cuộc hành trình, bỏ lại những thành kiến, những tò mò, những thích chuyện giật gân, xin các phép lạ. Phải thay đổi toàn bộ cái nhìn của mình để nhận ra được Giêsu là ai, để không đánh giá người cách vội vã, dựa trên tiêu chuẩn của người đời. Như Herode, chúng ta có thể có cơ hội thấy mặt Chúa Giêsu nhưng vẫn không thực sự biết người là ai. Xin Chúa cho chúng ta khám phá mỗi ngày sự thật về Chúa Giêsu và qua đó khám phá ra sự thật về chính mình. Chỉ trong Chúa chúng ta mới nhận ra ơn gọi của mình, như lời bài hát nguyện xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con, để con được gặp gỡ Chúa, để con tìm lại chính con. Amen.